Dự đoán tương lai sướng khổ giàu nghèo qua đường vân cổ tay Vân cổ tay còn được gọi là đường ngấn cổ tay Nó là những đường nằm ngang phía dưới cổ tay, ngăn cách giữa lòng bàn tay và phần còn lại của cánh tay Theo quan điểm nhân tướng học, các đường vân trên cổ tay có thể cung cấp nhiều thông tin liên quan đến tương lai, tính cách và sức khỏe của mỗi người Du Doan Tuong lai sư ông kho giàu nghèo qua đường van co tay hình anh hai Xem tướng bàn tay, có quan điểm cho rằng số lượng các đường vân cổ tay đại diện cho tuổi thọ của con người. Bạn càng có nhiều đường vân, bạn càng sống lâu. Nếu đường vân đầu tiên rõ ràng và không bị gián đoạn, bạn sẽ sống ít nhất 23 đến 28 năm, trong khi các đường tiếp theo lần lượt tương ứng với 46 đến 56 năm, 69 đến 84 năm và hơn 84 năm. Rất hiếm người sở hữu 4 đường vân trên cổ tay. Phần lớn, mọi người chỉ có khoảng từ 2 đến 3 đường. Trong đó, Đường vân đầu tiên được xem là quan trọng nhất vì nó cung cấp nhiều thông tin hơn những đường còn lại. 1. Đường vân cổ tay đầu tiên Du Doan Tu Ong Lai Sư Ông Kho Rau Nghèo qua đường van co tay hình anh hai. Đây là đường vân biểu tượng cho tình trạng sức khỏe và sự hoạt bát của con người. Nếu như đường vân này dài, thẳng và đậm nét chứng tỏ bạn đang sở hữu một cơ thể khỏe mạnh, một sự nghiệp tốt, sống hạnh phúc và trường thọ. Còn ngược lại, nếu như đường vân này ngắn, không rõ ràng hoặc bị đứt đoạn là điểm báo sức khỏe của bạn không được tốt, bạn đang phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn. Với phụ nữ, nếu đường vân cong, hướng vào phía lòng bàn tay hoặc không rõ ràng, đó là biểu hiện của bệnh phụ khoa, sẽ gây khó khăn trong việc bạn muốn thụ thai, kinh nguyệt không đều hay bị trễ. Trường hợp tương tự nếu ở đàn ông cũng sẽ gặp vấn đề với tuyến tiền liệt và các vấn đề liên quan đến đường sinh sản. Do đó, bạn phải thay đổi lối sống nên giữ cho tâm trí thư giãn và tăng cường bổ sung những thực phẩm bổ dưỡng để đảm bảo sức khỏe tốt cũng như có năng lượng để vượt qua khó khăn. Có thể bạn quan tâm. Chín đường vân tay nhiều tiền lắm của phú quý đuổi theo ầm ầm ầm. 2. Đường vân cổ tay thứ hai. Du gian tu ong lai sư ông kho rau nghèo qua đường van co tay hình anh hai. Đường vân này thường mang ý nghĩa dự đoán vận mệnh của mỗi cá nhân. Nó biểu tượng cho thành công của bạn trong cuộc sống và sự hài lòng với cuộc sống ấy. Nếu bạn sở hữu đường vân thứ hai rõ ràng, sắc nét và không bị đứt đoạn giữa chừng thì bạn sẽ luôn luôn được hạnh phúc, may mắn và có một cuộc sống sang trọng. Tuy nhiên, nếu đường vân này có các vết nứt gãy thì bạn đang gặp những khó khăn về tài chính. Vì thế, hãy chăm chỉ làm việc để khắc phục tình trạng này. Ngoài đường vân trên cổ tay, bạn cũng có thể ba Đường vân cổ tay thứ ba Du Doan tu ong lai sư ông kho rau Nghèo qua đường van co tay hình anh hai Đường vân cổ tay thứ ba tượng trưng cho sự nghiệp và danh vọng. Nếu đường này rõ ràng, bạn sẽ tạo dựng được một sự nghiệp thành công và có thể trở nên nổi tiếng. Bên cạnh đó, đường vân này còn cho thấy cuộc đời bạn gặt hát nhiều thành tựu, bản thân bạn cũng là một người có tầm ảnh hưởng lớn để ảnh hưởng lớn đến mọi người xung quanh. Vết hằn trên đường vân càng liền mạch thì bạn càng thành công, mọi người sẽ luôn luôn nhớ đến bạn. 4. Đường vân cổ tay thứ tư Du Doan Tu Ong Lai Sư Ông Kho Rau Nghèo qua đường Van Co Tay hình Anh Hai. Đường vân này tượng trưng cho tuổi thọ và khả năng sinh sản. Đường vân cổ tay thứ tư rất hiếm khi xuất hiện và không phải tất cả mọi người đều có. Nếu đường vân này rõ ràng, sắc nét thì bạn sẽ sống thọ và có rất nhiều con cháu. Đồng thời, đường vân thứ tư cũng có ý nghĩa tương tự đường vân thứ ba. Những ai may mắn có được đường vân này thì được tài vận cũng như sự nghiệp sẽ tăng lên gấp bội. Mọi việc trong cuộc sống đều suôn sẻ cầu được ước thấy tuy nhiên bạn không nên lo lắng ngay cả khi đường vân này bị uốn cong hoặc bị đứt gãy sự hiện diện của đường vân này cho thấy bạn có khả năng kiểm soát tuyệt vời đối với cuộc sống và luôn mang lại những thay đổi tích cực cho